Có tới 25.000 chiếc xe được bán ra từ năm 2018 tới năm 2020. Đây là một trong những con số rất thành công của Xpander ở tại thị trường Việt Nam. Và xin được chúc mừng Mitsubishi Motors Việt Nam. Với những con số thành công đáng mong đợi mà tất cả những hãng xe ở tại thị trường Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào đều mong ước, thì đối với Xpander là một trong những mẫu xe MPV đầu tiên lật đổ được ngôi vương của Innova tại thị trường Việt Nam. Với sự thành công của Xpander ở tại thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ phân tích ở những yếu tố cơ bản, đó là sự thực dụng và một cái ngoại hình thực sự rất đẹp mắt. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không chia sẻ quá nhiều về cái phong cách thiết kế của mẫu xe Xpander. Về bản chất, nó vẫn giữ một cái phong thái về cái ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal trên dòng xe này. Tuy nhiên thì Xpander 2020 bản facelift nâng cấp, nó đã có một số các tính năng chi tiết thay đổi để khiến cho những ai đang quan tâm mẫu xe này chắc chắn phải móc hầu bao để sở hữu chiếc xe này ngay bây giờ. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về cái ngoại hình của mẫu xe Xpander phiên bản 2020 với những cái phần chi tiết thay đổi. Ví dụ chẳng hạn như phần mặt ca lăng của chiếc xe Xpander ở phần phía bên trên nay đã được thay đổi bằng hai nan chrome song song thay vì ba nan chrome như ở phiên bản cũ. Và ở phần phía bên dưới thì mẫu xe Xpander phiên bản 2020 đã được nâng cấp bóng đèn pha LED. Và điều này thì khiến cho những khách hàng mà sở hữu mẫu xe này về thì sẽ không cần phải độ đẽo gì nữa. Ở phần phía đằng hông xe thì mẫu xe Xpander phiên bản 2020 đã được nâng cấp cái phần la răng xe. Tuy nhiên thì với cái phần la răng này thì nó vẫn được giữ nguyên với thông số kỹ thuật, đó là 205/55 và R16 vẫn sử dụng la răng 16 inch. Và đối với mẫu xe Xpander phiên bản 2020, đối với tôi về cái cách tạo hình của cái phần la răng này, nó vẫn rất là thời trang và hiện đại. Nó rất phù hợp với cái ngôn ngữ Dynamic Seal mà Mitsubishi họ đưa lên trên những cái dòng sản phẩm của mình, đặc biệt đó là Xpander. Ở phần phía đằng hông xe thì chúng ta vẫn có cái phần chi tiết gương, có khả năng điều chỉnh điện, gập điện và con em giải đèn LED, báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm ở đây. Anten bằng vảy cá thay vì một cái phần chi tiết anten que nhô lên ở phiên bản cũ. Đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho các bạn nhé, với mẫu xe Xpander phiên bản 2020 thì Mitsubishi họ đã thay đổi về cái tông nội thất màu da của mẫu xe này. Và trên những cái cánh táp ly cửa thì được thêm những cái phần ốp vân giả carbon ở đây. Đó, trông nó hiện đại rất là nhiều, đẹp. Ở phần phía bên trên cái phần mặt táp lô cũng vậy, cũng được sử dụng và trang bị thêm những cái phần chi tiết ốp vân giả carbon ở đây, đúng không ạ? Và chi tiết thứ hai bên trong khoang nội thất đó là cái phần màn hình 7 inch được kết nối với cả Apple CarPlay và Android Auto. Đây là một trong những cái tính năng nâng cấp có giá trị nhất ở phần phía bên trong nội thất của mẫu xe Xpander phiên bản 2020. Và đây cũng là một trong những cái sự hào phóng mà Mitsubishi đem tới cho khách hàng ở mẫu Xpander 2020. Ngoài ra như tôi cũng đã chia sẻ với các bạn thì mẫu xe Xpander phiên bản 2020 thì đã được nâng cấp cái phần bề mặt da. Da này thì đã đổi tông bằng thành màu đen thay vì màu be ở phiên bản cũ. Quay trở lại một chút với không gian nội thất ở phần phía hàng ghế hành khách của chiếc xe Mitsubishi Xpander. Như tôi đã chia sẻ với các bạn thì mẫu xe Xpander nó thành công với hai yếu tố, đó là sự thực dụng và ngoại hình thiết kế rất đẹp mắt. Và cái sự thực dụng ở đây đó là một trong những cái yếu tố có cái khả năng chuyên chở người và đồng thời là có một cái khối động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Như các bạn có thể thấy là cái không gian ở phần phía bên trong của mẫu xe Xpander nó rất là rộng. Đó, có lẽ là cũng chia sẻ cái phần để rộng như thế nào thì có lẽ là cũng sẽ có một cái video chúng tôi sẽ đánh giá và vận hành mẫu xe này với cái trạng thái đó là đủ những cái vị trí ngồi ở trên xe. Ở phần phía đằng sau thì mẫu xe Xpander phiên bản 2020 vẫn giữ nguyên những cái phần cửa gió điều hòa trên này. Những cái phần cửa gió điều hòa trên này thì nó giúp cho chúng ta có được những cái không gian ở phần phía đằng sau sẽ thoáng mát hơn rất nhiều. Chỉ với những cái thao tác nhỏ như vậy thôi thì các bạn cũng đã có thể là đã có một cái không gian để bước vào bên trong khoang nội thất của mẫu xe Xpander một cách rất dễ dàng. Với một chiếc xe được thiết kế với 7 chỗ ngồi như dòng MPV đối với Xpander thì các bạn có thể thấy là không gian ở hàng ghế thứ 3 nó sẽ là một trong những cái yếu tố để khiến cho mẫu xe này đạt được những cái điểm cộng khi mà chúng ta di chuyển ở những cái trạng thái là đủ những cái vị trí ngồi ở trên xe. Đối với cái hàng ghế của mẫu xe Xpander phiên bản 2020 thì các bạn vẫn có thể là kéo
hàng ghế thứ hai lên bên trên một chút để ở phần phía bên dưới hàng ghế thứ ba có được cái không gian thoải mái nhất. Và tôi sẽ xin mời một anh đồng nghiệp của tôi sẽ kéo cái phần hàng ghế thứ hai này lên để tôi sẽ có một cái không gian ok hơn ở phần phía hàng ghế thứ ba. Kéo lên. Đấy. Ok chưa? Nói chung là nếu mà không gian này rất là rộng. Xpander phiên bản 2020 đang có cái mức giá bán là 630 triệu đồng. Nếu như so sánh với phiên bản cũ thì mẫu xe này đang chỉ nhỉnh hơn khoảng tầm 10 triệu đồng. Trong khi đó thì hiện tại trong tháng này Mitsubishi Việt Nam đang khuyến khích khách hàng ký hợp đồng và mua xe. Và với cái mức giá là 630 triệu đồng thì khách hàng có thể được tặng thêm những cái món quà rất có giá trị như là bảo hiểm vật chất hay một số các phụ kiện đi kèm. Và đối với chiếc xe Xpander phiên bản 2020 thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những mẫu xe còn gặt hái được rất nhiều thành công ở tại thị trường Việt Nam, đặc biệt đó là trong phân khúc MPV. Các bạn nghĩ sao về cái ngoại hình thiết kế mới của mẫu xe Xpander phiên bản 2020, về cái sự thành công của mẫu xe này? Các bạn hãy cho chúng tôi biết bằng phần comment ngay phần phía bên dưới màn hình. Và nếu như các bạn cảm thấy video clip chúng tôi có nhiều thông tin, ý nghĩa và bổ ích thì các bạn đừng tiếc gì một like, một share để ủng hộ cho toàn bộ ekip của Auto Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.